Từ từ Tết đến giờ là không có trâu lên rồi nhỉ chú nhỉ? Tàu không ra được, có lên cho ai lấy. Ờ, từ Tết đến giờ là tàu không ra được rồi. Bây giờ vắng tanh nhỉ. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay là một ngày khá là đặc biệt. Mọi khi mình đứng đây thì nó khung cảnh hoàn toàn trái ngược lại các bạn ạ. Bây giờ một khung cảnh rất là vắng vẻ. Trong chợ không có một bóng người luôn. Đây, mọi hôm này đúng tầm này là trâu bò tấp nập hết. Nhưng mà dạo này đang có dịch cúm corona ấy, cho nên là bên kia Trung Quốc người ta không sang được, không sang mua được. Còn bên mình thì vẫn đi lại vận chuyển hàng hóa châu bò bình thường thôi, nhưng mà bởi vì cái chợ châu bò này toàn là chở cho bên Trung Quốc thôi, cho nên là bên Trung Quốc không sang được thì cũng coi như là không họp chợ được nữa, không có một bóng ai luôn. À đây, bên kia có một một anh đang tắm ngựa các bạn ạ. Đúng rồi, đang tắm chải chốt con ngựa. Đấy, vắng tanh luôn. Mà hôm khu này là đầy chật kín hết châu bò. Mình cũng không thể ngờ là trong chợ châu này lại có một khoảng thời gian nó được nghỉ vắng vẻ như vậy. Bây giờ mình sẽ chèn một đoạn video trước vào xem cho các bạn hình dung được như nào nhé. Trước là có hôm cao điểm lên tới hàng mấy nghìn con được bày bán ở đây. Đấy. Hiện tại là do ảnh hưởng dịch bệnh ảnh hưởng rất là nhiều. Thực ra thì châu bò ở bên mình thì lúc nào cũng có, chẳng qua là bên nước họ không sang được, bây giờ lệnh cấm biên đi lại nhằm tránh dịch bệnh, nên là tạm thời là không họp chợ được. Tình hình này không biết là đến bao giờ mới kết thúc. Đợt này thì rất là nhiều người ảnh hưởng thiệt hại kinh tế. Có nhà thì đầu tư hàng 2-3 con xe để bo, tăng bo vào trong biên ấy. Cũng nhiều người cũng vay ngân hàng các kiểu. Cho nên là nếu mà tình hình này kéo dài thì cũng khá là căng đấy các bạn ạ. Tí nữa mình xuống dưới kia hỏi mấy ông bảo vệ xem là từ Tết đến giờ xem có ra được phiên nào không nhé. Chắc là mấy ông đang ở đầu dưới kia thôi. Bây giờ mình sẽ xuống dưới kia. Từ từ Tết đến giờ là không có trâu lên rồi nhỉ chú nhỉ? Tàu không ra được, có lên cho ai lấy. Ờ, từ Tết đến giờ là tàu không ra được rồi. Bây giờ vắng tanh nhỉ. Bây giờ là vắng tanh vắng ngắt. Không biết là khi nào mới hết dịch đây. Hy vọng là thời gian tới sẽ lại tiếp tục hàng lên các bạn. Đây. Thôi chắc là mình cũng tạm thời kết thúc video đây thôi nhé. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình.